Theo thông tin từ đơn vị chức năng của tỉnh Lào Cai, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 2, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực đồi cỏ và rừng trồng tại tiểu khu 286, khu vực nà háng của vườn quốc gia Hoàng Liên ở xôn xéo Mỹ Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sapa. Đến khoảng 17 giờ, từ điểm cháy đầu tiên đã bùng phát thành 3 điểm thuộc tiểu khu 286 và 292A gồm Điểm cháy đầu tiên của khu vực Nà Háng hướng khu dân cư xéo Mỹ Tỷ Điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng, huyện Bát Sát điểm cháy khu vực nhà hàng giáp thôn Hàng và thôn San 1 thuộc xã Hoàng Liên. Do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục đã khiến khoảng hơn 25 hecta rừng tại khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên bị cháy rụi. Đến 12 giờ trưa nay, lực lượng tham gia chữa cháy đã được huy động với khoảng 840 người, trong đó có 640 người tham gia chữa cháy trực tiếp tại sở chỉ huy lâm thời ủy ban nhân dân thị xã sapa phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai tri cục kiểm lâm tỉnh và vườn quốc gia hoàng liên tiếp tục chỉ đạo các xã phường huy động lực lượng dân quân tự vệ tổ bảo vệ rừng và lực lượng liên quan phối hợp với vườn quốc gia hoàng liên hạt kiểm lâm hoàng liên ban chỉ huy quân sự thị xã công an thị xã khẩn trương tiếp cận và công chế các điểm cháy thông tin về vụ cháy ông nguyễn hữu hạnh giám đốc vườn quốc gia hoàng liên cho biết Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra trong phạm vi vườn quốc gia. Về nguyên nhân vụ cháy, theo ông Hạnh, nguyên nhân ban đầu của vụ này được xác định do hoạt động sản xuất của người dân được biết trong vườn quốc gia Hoàng Liên vẫn có đồng bào các thôn và bản sinh sống. Qua thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 25 ha gồm rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì. Đến nay chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy. Cũng theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, lực lượng chức năng đã khống chế được hai điểm cháy, còn một điểm nữa đã và đang tập trung lực lượng theo sát và dập lửa. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở nên các lực lượng khó tiếp cận hiện trường. Cũng trong ngày 20 tháng 2, ngay khi nhận thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, xử lý rứt điểm vụ cháy rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng. Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa huy động lực lượng, khẩn trương khống chế, sập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn thị xã Sapa. Không để đám cháy lan ra đến các khu vực khác, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, tỉnh cần có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân trên địa bàn và lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức thực hiện triển khai chỉ thị số 03 của Thủ tướng về tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện công điện số 441 CDTTG ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Văn bản số 9807 BNNKL ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tăng cường bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 2, tại xã Mường Hoa, thị xã Sapa cũng đã xảy ra cháy rừng. Chính quyền đã huy động hơn 50 người dập lửa. Đến 1 giờ ngày hôm nay, đám cháy đã được khống chế. Nhà chức trách đã cắt cử 30 người túc trực để ứng phó nếu lửa bùng phát. Theo tin từ một lãnh đạo của cục kiểm lâm, hiện nay thời tiết ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai tương đối khô hanh, gió to. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đám cháy lan rộng và lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi dập lửa. Được biết, thường thì những tháng đầu năm là thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy to. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng tổ chức thực hiện triển khai các văn bản của Thủ tướng và Bộ về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với dịch vụ du lịch tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, ông Nguyễn Hữu Hạnh cho biết, vụ cháy không gây ảnh hưởng do các khu vực quy hoạch du lịch chủ yếu ở một số điểm rừng già hay vị trí có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Mặt khác, lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết, việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, các biện pháp đã được thực hiện bài bản từ trước đến nay với các văn bản ban hành từ trung ương đến tỉnh và địa phương. Vườn quốc gia Hoàng Liên hiện là điểm du lịch sinh thái thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Phát triển du lịch song song với gìn giữ, bảo vệ hệ sinh thái đa dạng sinh học đã và đang được Vườn quốc gia Hoàng Liên thực hiện. Đây là khu sinh thái được Quỹ môi trường toàn cầu xếp loại A, cao cấp nhất về giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đã khẳng định vị thế, vai trò đối với việc quảng bá. Xúc tiến du lịch thị xã Sapa trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương. Hiện nay, vườn quốc gia Hoàng Liên là địa chỉ du lịch sinh thái hấp dẫn với các địa điểm như đỉnh Phan Xipang, suối vàng thác tình yêu, vũng rồng dương tiên, rừng ra cổ thụ, quần thể cây di sản, đỉnh Nam Khang Hô Tao. Trên địa bàn một số xã vùng ven vườn quốc gia Hoàng Liên, các hoạt động thương mại, du lịch dịch vụ phát triển mạnh. Nhiều hộ đã làm nhà nghỉ đón khách du lịch, đồng thời phát triển các dịch vụ quần vác, dẫn đường và thuyết minh góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội, nhận thức của người dân trong vùng về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch sinh thái. Trước khi được công nhận là vườn quốc gia, nơi này là khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sapa từ năm 1996 đến ngày 12 tháng 7 năm 2002. Theo quyết định số 90/2002/QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ, Vườn quốc gia Hoàng Liên được thành lập. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang dã đầy ngoạn mục, đây còn là trung tâm bảo tồn đa dạng các loài động thực vật quý hiếm. Năm 2006, Vườn Quốc gia Hoàng Liên được công nhận là vườn di sản ASEAN. Thời gian đầu mới đi vào hoạt động, phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên gặp khó khăn, chưa thu hút được nhiều du khách do hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ, thiếu nguồn lực đầu tư. Theo thời gian, với tiềm năng sẵn có và chiến lược phát triển du lịch đúng hướng đã giúp du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Hoàng Liên phát triển mạnh. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 là thời điểm thịnh vượng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Hoàng Liên. Thời điểm nền kinh tế phải chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đã khiến lượng khách đến Sapa và tham quan vườn quốc gia Hoàng Liên giảm. Đến đầu năm 2022, du lịch sinh thái vườn quốc gia Hoàng Liên đã có tín hiệu khởi sắc trở lại. Từ đầu năm 2023 đến nay, cũng thu hút được gần 6.000 lượt khách ghé thăm. Với hệ sinh thái rộng lớn đặc thù, việc phát triển du lịch sinh thái sẽ tác động đến tính đa dạng sinh học cao, và sinh cảnh sống chính của nhiều loại động thực vật, khai thác du lịch nhưng phải giữ gìn, bảo tồn và phát huy là một trong những nhiệm vụ được các đơn vị khai thác du lịch và địa phương quan tâm. Để nâng cao mức độ hài lòng của du khách, vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch sinh thái trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine của Cộng hòa Pháp. Được biết, các chương trình thử nghiệm, khảo sát tuyến du lịch mới đã được đề xuất và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho phép nghiên cứu xây dựng loại hình du lịch thể thao mạo hiểm leo thác nước và mô hình du lịch trượt thác nước tại điểm du lịch suối vàng thác tình yêu. Những năm qua, Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Môi trường Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về vấn đề môi trường cho hướng dẫn viên du lịch, người quân vác đồ tham gia phục vụ khách du lịch và học sinh, cũng như người dân đến từ các xã, phường trên địa bàn thị xã Sapa. Qua ghi nhận, hàng năm, người dân tại xã các vùng lõi, vùng đệm đều được tham gia các hội nghị tuyên truyền với nhiều chủ đề bảo vệ môi trường khác nhau như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nước và sử dụng nước, rác thải và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn, cảnh quan và môi trường miền núi.